Xin chào mừng các bạn đến chương trình Một Ngày Mới. Hiện tại thì Minh đang có mặt ở một địa điểm rất nổi tiếng ở ngay khu vực quận nhất. Trong thời gian vừa qua thì Minh luôn được hỏi là liệu thì Minh sẽ xuất hiện ở đâu, và các khán giả thì luôn sẵn sàng dành 2 tiếng đồng hồ để tham gia chương trình Một Ngày Mới. Câu trả lời ở đây là bất ngờ, bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Bây giờ thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải truy tìm 2 khán giả sẽ sẵn sàng tham gia biến đổi mình. Sở thì mình để mua lại 2 vé mới. Còn bạn sẵn sàng chào mừng bạn. Như vậy là thì mình đã bắt cóc được bạn. Dạ. Dù phải hy sinh một buổi xem phim nhưng mà bạn có thể giới thiệu một chút về bạn được không ạ? Để em tên là Phạm Minh Khang. Nay là sinh viên năm nhất. Bình thường Khang đang đi xem phim đúng không? Gọi là đi chơi. Dạ. Mà ăn mặc quần sọc này, áo khoác này, đây là cái trang phục bình thường nhìn thấy hả? Dạ. Bạn tự cho bạn mấy điểm về phong cách thời trang? Dạ, 6 điểm rồi. Trên trung bình đúng không? Dạ. Bạn nghĩ là sau khi mà thay đổi hoàn toàn thì bạn sẽ được bao nhiêu điểm? Dạ, em cũng tầm khoảng 8 điểm. Cho điểm thấp thế. Nhưng mà cái điều mà bạn sợ nhất trong việc thay đổi để có một phong cách mới là gì? Mấy cái này em cũng không chưa có... Chưa làm bao giờ? Dạ. Em chỉ mặc đồ bình thường như áo thun rồi quần tây, áo dài thôi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ dẫn bạn đi gặp chuyên gia thời trang này, chuyên gia làm tóc này. Nhưng mà có cái điều gì trong việc là cắt tóc hay là mặc quần áo mà bạn sợ không? Dạ không. Không sợ? Dạ. Kể cả sau đây bạn có thể biến thành một người bạn không nhận ra khi nhìn trong gương, bạn có sợ không? Dạ có ạ. Thế là có sợ đúng dạ. không? Nhưng tại sao bạn vẫn đồng ý tham gia chương trình? Tại vì... Đừng nói tại vì mình bắt bạn nhé. Cũng muốn tham gia được mọi người biết đến. Và ít nhất là cũng thử mình như thế nào đúng không? Dạ, Đó là lý do tại sao mà chương trình chúng ta tên là Một Ngày Mới. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho một ngày mới của bạn chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi. Mình sẽ đi gặp gọi là chuyên gia thời trang của chương trình này. Chào, hello. Vừa nói đến xong. Đây là anh Vũ, Valentin Vũ, chuyên gia thời trang của chương trình. Đây là khán giả thì mình vừa bắt được, thực ra bạn phải đi xem phim nhưng mà đã bắt cóc để mà quyết định thay đổi cái hình ảnh mới. Bây giờ chúng ta đã gặp nhau ở ngay đây rồi thì chắc là chúng ta đi vào trong luôn. Okay. Đã chọn cho bộ đầu tiên là cái quần sọt jean, một giày đôi giày bata da lộn và một cái áo caro có nhiều màu, nhưng mà màu caro sọc có như vậy, nhưng mà nó cái màu nó rất là trầm. Thì để cho bạn ấy tôn vinh được cái sự năng động trẻ trung, và cái làn da bạn ấy là hợp với tông lạnh vì bạn ấy là thân dài hơn và chân ngắn hơn, thì luôn luôn bạn ấy sẽ bỏ áo vào thùng. Nhưng mà vẫn bỏ đằng trước, đằng sau, tại vì không có mông thì mình sẽ đẩy cái tà áo nó ra phía sau.
chọn cho em là cho em mặc vào mùa mưa ở Sài Gòn. Cũng may là mùa này nó không có nóng lắm thì em có thể layer thoải mái. Thì đối với em một cái layer là một cái cách mà mình mặc nhiều lớp cho nó mình nó đô hơn chút xíu, sọc ngang tốt cho em hơn, cho em một cái chiều ngang cổ tròn á, nó sẽ giúp em đánh lại được cái gò má của mình, cái đường càm của mình. Đường càm mình nhọn, mình mặc cổ tròn nữa để nó làm mình tròn chậm trễ hơn chút xíu, không có bị nhọn quá. Với lại mà khi em mặc áo á, áo mà hai áo với nhau, mà áo một trên là áo thun, ở dưới là áo sơ mi, thì em phải cho cái vạt áo nó ra một chút xíu cho người ta thấy được là mình mặc hai lớp cho nó rất là đẹp. Quần jean này là cái màu này rất là thanh cho em, màu này màu tông lạnh luôn. Bây giờ nó sáng sủa hơn cho nó trẻ trung hơn cho em. Cái rách này chắc em thích tại vì nó hơi hầm hố chút xíu ha. Đôi giày này thì có cho một chút màu sắc cho bộ đồ này, tại vì bộ đồ này khá trung tính nhưng cho nên mình có thể phụ kiện thoải mái. Thì cái ba lô này có nhiều bông hoa chim chóc cho em trẻ trung năng động vui vẻ hơn trong cuộc sống. Tóm tắt lại thì bạn Khang là người rất là roi, nhưng mà tại vì khung xương nhỏ, nhiều người cứ nghĩ rằng là mình ốm, khung xương nhỏ thì mình có dễ mặc đồ, mà thực sự không phải như vậy. Tại vì khung xương nhỏ mà ốm thì mình mặc đồ mà ốm quá thì lại nhìn nó rất là gầy, còn nếu mà mặc đồ rộng quá cũng không có được, nhìn mình sẽ lùn hơn. Nên cái form của bạn ấy là phải mặc layer, phải mặc nhiều lớp với nhau để mà có thể thay đổi, để mà đẩy cái sự gọi là hài hòa cho cân bằng cho cơ thể. Vùng vẫy ở Hàn Top Men, nơi mà rất nhiều các phụ kiện được phối hợp với nhau rất là nổi bật. Việc tiếp theo tức là thì mình sẽ gửi bạn đến cắt tóc.라이트 브라운으로 갔고, 그리고 손질하는 방법 같은 부분 뿌리에서부터 왁스를 발라 이제 전체적으로 스타일을 살리면서 이제 방향을 주면 될 것 같습니다. Này nhiều các bạn làm việc trong văn phòng quá, không ai có đủ thời gian cho Thùy Minh 2 tiếng đồng hồ cả. Mà chúng ta mới có tìm được một bạn nam thôi, trong buổi ngày hôm nay thì vẫn phải tìm thêm một bạn nữ nữa. À, em chào chị Thùy Minh, em có 2 tiếng, chị có thể làm cho em rác được không? Bạn này là đã nhận là có 2 tiếng đồng hồ luôn. Em có 2 tiếng. Có 2 tiếng đồng hồ để làm gì? Em muốn khác chút xíu, tối nay đi sinh nhật bạn trai. Dạ. Nhưng mà thì mình đang quay chương trình khác mà, đâu phải một ngày mới đâu. Vậy em lộn. Đùa một chút thôi. Dạ. Bạn giới thiệu với bạn một chút ạ. Em là Hải Vân, hiện nay em đang là nhân viên sale. Năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi mà trông ăn mặc cũng Hello Kitty quá nhỉ. Bạn cho cái phong cách thường ngày của mình bao nhiêu điểm? Nếu nói em tự tin chắc 8/10. Được 8 điểm. Thế tại sao lại vẫn muốn tham gia chương trình mới mới? Dạ, tại vì bạn trai em nói nhìn em nít quá Em muốn thay đổi chút xíu. Muốn gây bất ngờ cho bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi cũng may cho bạn là hôm nay thì mình đã cần tìm một bạn nữ nữa. Và chúng ta cũng đang ở ngay một cái địa chỉ. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với bạn gặp một chuyên gia. Bạn nhớ là phải nói với anh ấy là bạn cần một cái sự thay đổi, giống như là
phải người lớn hơn, sexy hơn một tí đúng không? Dạ. Ok, chúng ta đi. Dạ, cảm ơn chị. Hello. Đây là bạn Vân, khán giả chương trình Một Ngày Mới. Không phải là bắt được bạn mà bạn bắt được thì mình. Còn đây là Valentin Vũ, chuyên gia thời trang của chương trình. Anh này rất là mát tay, là cho mọi người thay đổi. Có một cái nguyện vọng của Vân á, là tối nay đi sinh nhật bạn trai. Mà trong cái phong cách hơi bị trẻ trung xì tin á, nên là chắc là bây giờ cần quyến rũ hơn. Cái quyến rũ hơn và gọi là bắt mắt hơn. Tạo sự bất ngờ đúng không chứ bạn trai? Đúng rồi. Bây giờ hai người vào làm việc đi, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Oh, ok. Đối với bạn Vân thì cơ thể bạn ấy có thể nói là khó chọn đồ. Tại vì thân trên là size khác nhỏ hơn, thân dưới là size khác. Cho nên thường thường mình khuyến khích những bạn nào có những cái size như vậy thì mình sẽ mặc đầm dài đồ liền với nhau thì nó sẽ tốt hơn. Và eo bạn ấy rất là nhỏ thì rất là lợi thế. Nhưng mà không phải là nhỏ, eo nhỏ là mình phải khoe ôm, mặc đồ thật là ôm. Tại vì nhìn như vậy nó sẽ không có hài hòa với nguyên cơ thể. Tại vì làm stylist tốt là phải cho cơ thể sự cân bằng tuyệt đối. Thì bạn Vân là hình quả lê, cái phần hông nó không có được đẹp lắm, cho nên mình sẽ cố gắng nâng cao tầm nhìn của cái tỷ lệ quần áo lên để cho cặp mắt hướng lên trên bạn ấy. Qua những phụ kiện, xương khá to cho nên có cơ hội dùng rất là nhiều phụ kiện thô hơn, như là giày thô hơn, giày bốt, để mà cân bằng được cái xương của bạn ấy. Đối với chiều cao của em có thể mặc đồ rất là cá tính. Cái đồ này, cái xuống này là xuống rock chút xíu cho em, một chút nhiều rock vẫn giữ một chút nữ tính cho em. Đầm suông thì nó vẫn cho em cái eo ôm sát cơ thể của em. Khẩu chân em xương to nên em phải xài gót thô, em đừng có xài gót nhỏ. Nhỏ nhìn rất là kỳ đối với thân thể của mình. Cái áo trên này thì có lẽ nó hơi nóng ở Việt Nam, nhưng mà mùa này mùa mưa cho nên em có thể mặc thoải mái. Chúng ta đang có mặt tại một tiệm làm tóc Hint. Và chuyên gia chúng ta sẽ gặp là người Hàn Quốc. Annyeonghaseyo. Cô star, đây là ngôi sao á, chính là nhà thiết kế tóc của chúng ta, Miss Vân.집에서 머리 손질을 잘 안 하시는 편이어서 손질하시기 편하고 부드럽게 보일 수도 있고 약간 보이시하게 보일 수 있게끔 층을 전체적으로 많이 줬고 얼굴형이 약간 둥근형이어서 턱선이 좀 다름해 보이도록 옆머리를 층을 턱 밑으로 해서 얼굴 좀 다름해 보이도록 했고 입고 오신 스타일의 자켓을 약간 보이시한 자켓을 입고 오셔서 약간 보이시한 느낌 나도록 드라이하고 약간 거친 느낌으로 손질해서 왁스로 발라드리고 집에서는 따로 또 여성스럽게 입으시면은 그냥 부드러워 보이게 또 여성스럽게도 할 수 있고 보이시한 느낌으로도 하실 수 있게끔 손질하기 편하게 해드렸고 집에서 따로 관리하실 때는 고개를 숙여서 드라이 하실 때 얼굴 쪽으로 다 말려서 해주시면 지금 고객님처럼 모발이 가느신 분들은 집에서 볼륨을 좀 더 주실 수 있고 đạt được nguyện vọng là thấy vẫn còn dài này, nhưng mà cái phong cách rất khác hẳn. Bạn thấy thế nào? Thực ra thì mình thấy trong lúc cắt hình như hơi nhăn nhó thì phải.
Hôm từ em sợ bị cắt tóc ngắn, nhưng mà nhìn xong rồi cắt tóc cũng nó giữ cái độ dài của em, nhưng mà nói chung là nó lạ. Ừ, nó lạ đúng không? Bây giờ còn cái câu đoạn cuối cùng, bạn có biết là câu đoạn gì không? Thực ra để tiết kiệm thời gian á, thì bạn chỉ việc đứng dậy đi 5 bước là sẽ gặp luôn chuyên gia trang điểm của chúng tôi. Ziad chính là chuyên viên trang điểm rất là quen thuộc của một ngày mới. Đây là bạn. Đấy. Chào anh. Với sự lựa chọn trang phục của bạn Vân thì Duy lựa chọn cái chiếc tông trang điểm nó thật là cá tính. Cái khuôn mặt thì hơi góc cạnh nên Duy sẽ lựa chọn những cái tông má hồng nó tự nhiên để làm cho khuôn mặt bạn ấy rạng rỡ và bớt góc cạnh đi, để cho nhìn bạn ấy thật là trẻ trung. Never break the sweat for the other guys. When you come around I get paralyzed. Với khuôn mặt của bạn Vân thì từng nét trên khuôn mặt bạn ấy rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì mắt của bạn ấy hơi nhỏ nên Duy sẽ lựa chọn tông màu mắt đen để làm cho mắt của bạn ấy to lên. Duy lựa chọn cái tông hồng để mà đánh lên môi cho bạn ấy, để cho môi bạn ấy thật là nổi bật và ấn tượng. Chương trình đấy là thì mình tặng bạn lại hai cái vé xem phim đúng phim của bạn đúng không? Bạn kiểm tra xem nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải khác. Vừa rồi là 2D rồi 3D. cái giờ chiếu ngay tiếp theo. Như vậy là thì mình đã làm đúng trách nhiệm với bạn đúng không? Vừa được quay phim này, vừa có một hình ảnh mới này, và bây giờ còn thậm chí là còn upgrade lên một chút lên 3D luôn. Bây giờ chúc bạn may mắn và xin được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Thì Minh có một món quà theo bạn Nam tên là Giang. Bởi vì món quà ngày sinh nhật hôm nay chính là hình ảnh bạn gái mới nhất của bạn. Ta-da! Đây là hình ảnh mới của Vân, chứ rồi cao quá. Bạn thấy hình ảnh mới của mình như thế nào? Em rất là thích cái hình ảnh mới này. Nhìn nó lạ, lạ hơn thường ngày. Không có Mickey, cũng không có Kitty. Nhưng mà thích nhất trong tất cả công đoạn từ quần áo này, trang điểm, đầu tóc, bạn thích nhất khâu nào? Chắc là khâu dọn quần áo. Tại sao? Tại vì em thích lựa trang phục cho bản thân mình và em thích đổi style. Thấy rất nhiều màu hồng đúng không? Dạ. Nó vẫn có cái gì đó của em, tại vì em rất thích màu hồng. Và trong bộ quần áo cũng có màu hồng, trong môi cũng màu hồng nên em thích. Thế bây giờ bạn cho bạn mấy điểm rồi, và bạn đoán là bạn trai của bạn sẽ phản ứng như thế nào với hình ảnh như này? Em nghĩ là bây giờ chắc được 9.5/10. Hay là nó 9.75 đi cho nó gần 10. Tại sao? Thiếu cái gì mà chưa được 10? Dạ, tôi mới chưa được bạn trai khen thì xong rồi. Tức là bạn có hơi run về chuyện là có thể bạn trai của bạn sẽ thấy bất ngờ quá không? Chắc là nếu mà anh chạy xe luôn là anh bất ngờ, còn nếu anh dừng lại là anh nhận ra em. Nhưng mà đôi khi cái sự chạy xe luôn ấy có thể là vì đẹp quá không nhận ra chẳng hạn. Bạn nghĩ là, nhưng bạn có thể đoán được là bạn trai mình sẽ phản ứng như thế nào không? Chắc là bất ngờ đúng không?
Dạ. Và có những hành động kỳ quặc thì chúng ta thử đoán. À, chắc anh không chạy luôn đâu. Chắc dẫn em về xe, chắc không chạy luôn đâu. Thì mình cũng nói chung là ở cuối chương trình thì chúng ta đã thấy một bạn gái hoàn toàn xinh đẹp, hoàn toàn khác lạ đúng không ạ? Và đặc biệt là thì mình nghĩ là đây xứng đáng là món quà dành cho bạn trai của bạn dù thế nào đi chăng nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cái điều rất tuyệt vời một ngày mới đó là thời gian đầu thì mình lúc nào cũng phải mải miết đi tìm những khán giả tham gia chương trình, thuyết phục họ dành 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà điều cũng tuyệt vời đó là thời điểm này thì chúng ta đã đôi khi là vất vả một chút, nhưng đôi khi các bạn khán giả tự đến và tìm Thùy Minh. Hôm nay các bạn cũng thấy là hai trường hợp của chúng ta thì hy vọng là đều đã rất là thành công. Và còn gì nữa nhỉ, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi những chặng đường mới của một ngày mới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.